bắt đầu với hòn đảo lửa và hai bàn tay trắng, cùng miệt mài xây dựng dù ngày mưa hay ngày nắng, huấn luyện dồn ngày đêm để tìm đến chiến thắng. Sáng miệt mài với công việc, tối về chơi game chút gánh nặng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình nào. Và hiện tại thì cuộc đua Heroic vẫn đang diễn ra nha mọi người. Nhiều người cứ kêu cái con rồng này là con rồng rocket 1 giờ, nhưng mà mình thấy nó giống như kiểu là pháo hoa hơn đấy các bạn. Và một phần thì nó cũng khá là giống với lại con 2 Arcana True Demon. Không biết là có ai thấy giống hay không nha. Và hiện tại thì mình đã đua tới lắp 3 rồi. Và nhiều bạn thì khoe mình là các bạn đã đua tới lắp 7, lắp cái gì? Lắp 27, lắp 28 rồi các bạn ạ. Tại sao mọi người đua nhanh như vậy? Có thể chậm chạp lại chờ Vũ một chút được hay không? Ok. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đạt tới lắp 15, bởi vì là cũng khá là nhiều bạn kỳ vọng là mình sẽ đua được lắp cao một xíu. Đấy, để mọi người có thể tự hào là Vũ Lít con. Ok. Và breeding à, nhiệm vụ breeding ở đây. Breeding thì mình có mà làm luôn đấy chứ, từ từ nhá. Mình sẽ hát trinh một vài con ra nhé các bạn. Ở đây có một vài con 3 tiếng này, bởi vì là đang có nhiệm vụ bang hội là hát trinh nhá. Cho nên là mình cũng tranh. Ui giời ơi, con này ngày xưa nó có một cái đợt ngày mùng 1 tháng 4 đấy các bạn, là nó là con Heroic các bạn ạ. Không biết là hồi đấy các bạn có chơi chưa nhá, nhưng mà có một cái thời điểm mà ngày cá tháng 4 hay sao ấy, cái con rồng đấy nó được thăng hoa lên làm Heroic trong vòng 1 ngày các bạn nhỉ. Bạn nào mà xem chơi cái thời điểm đấy chắc là tầm này cũng có một cái đàn rồng xịn rồi đấy, hoặc là cũng đã bỏ game rồi. Nhưng mà mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà cách đây đâu đó tầm mấy năm ấy thì cũng có một cái đợt là con rồng đó nó lên được Heroic các bạn ạ. Thăng hoa trong một ngày, một ngày chôn các bạn ạ. Một ngày chôn lơ. Ủa từ từ. Like rebirth lại một cái này. Kỳ hả? Đây mình sẽ cho con 15 tiếng à. 15 tiếng thì bỏ qua hết tầm bao nhiêu? 7 à. Ok. Ủa, ra một con rồng Terra Epic các bạn ạ. Nó gọi là cái con rồng gì nhỉ? Double Terra đúng không nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm. Ồ, Putera. Và hiện tại thì thế nào? Nhiệm vụ clan của mình thì mình đạt được đâu đó tầm 8.000 điểm rồi. Nói chung là chỉ tiêu của clan chỉ là tầm 5k điểm thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm nhiều xíu. Hiện tại thì bỏ qua cái nhiệm vụ này luôn nhá. Mấy nay mình xài game nó hơi phí ấy mọi người. Nhưng mà nhiều khi mà mình mấy nay tính ra mình vào game cũng nhiều đấy các bạn, mà mình sợ mình vào ít quá mình quên. Với cả lâu quá rồi mình chưa có đua một cái cuộc đua nào đó nghiêm túc, cho nên là mình muốn là cuộc đua này mình sẽ đạt tới lắp 15 nhé các bạn nhé. Hiện tại mình mới lắp 4 thế này. Check qua một tí thì thanh niên top 1 cũng lắp 4 này. Có một thanh niên Canada, một thanh niên người Pháp, thêm một Canada nữa. Cờ này là cờ Mexico à? Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Trời ơi, nhìn thấy cờ Pháp lại nhớ những người anh em nước Pháp hôm qua, gọi là đã gọi là đẩy anh bảy thân yêu của tôi về nước. Quá là buồn luôn anh em ơi. Trời ơi, không nỗi buồn nào bằng nỗi buồn đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào mình đánh Arena nhá. Hiện tại thì cái rớt của mình vẫn hạng 1 này các bạn. Cái rớt của mình vẫn hạng 1 và thực ra thì mình cũng đang cày rất là đều các bạn. Tầm này là mình cày là gần như là xong rồi các bạn. Cày là gần như là xong cái dương rồi đấy. Cứ mỗi ngày là mình cày tới khi nào cái dương là nó bắt mình chờ thời gian thì thôi đấy các bạn, thấy không? Cái này cứ phải gọi là chăm chỉ và tỉ mỉ luôn đấy mọi người ạ. Con này nó hồi sinh đúng không ta? Nếu như mình không nhầm thì con này hồi sinh. Đó, cho nên là mình nghĩ là mình không cần phải dùng game để bỏ qua đâu. Với cả là hiện tại thì mình đang cố gắng quay một ngày hai clip. Một clip ở bên kênh Vũ Lít này và một clip ở bên kênh Vũ Lít Mobile. Vũ Lít Mobile thì hiện tại là mình sẽ chăm chỉ làm hơn. Mấy nay thì mình xem Euro á các bạn, nên là mình không có live stream liên quân được. Cho nên là nếu bạn nào mà thích xem mình live stream liên quân thì buổi tối nhá, buổi tối các bạn có thể ghé qua bên kênh TikTok Vũ Lít Food để xem tầm 9 giờ đấy các bạn ạ. Hoặc là các bạn follow kênh Vũ Lít Liên Quân đấy, kênh TikTok Vũ Lít Liên Quân của mình. Khi nào mà mình đủ 1k follow thì mình mới like được bên kênh đấy các bạn ạ. Còn hiện tại thì mình chưa đủ follow ấy, cho nên là mình chưa có like được ở bên kênh Vũ Lít Liên Quân. Mình chỉ like được ở bên kênh Vũ Lít Food thôi. Đấy, mấy bữa nữa thì đủ thì mình sẽ chuyển sới qua like bên kênh Vũ Lít Liên Quân nhé các bạn. Ok. Còn bây giờ thì kênh YouTube của mình đa phần là mình làm clip về Raid City thôi các bạn ạ. Mấy cái khác thì tính sau. Đấy, hy vọng là mọi người vẫn ủng hộ mình nhá.
Bởi vì là dạo này có nhiều bạn hỏi mình là sao dạo này anh Vũ không có livestream Liên Quân thế? Là bởi vì là xem Euro ấy các bạn. Xem Euro buổi đêm. Cho nên là buổi tối là không có thời gian. Ủa chứ đâu, con này nó yêu cầu thôi à? Yêu cầu cấp 61 à? Hiện tại đến mới cấp 60 thôi. Vậy là chắc phải chờ đến cuối cái sự kiện này á, còn 18 ngày nữa là chờ đến cuối sự kiện này thì mới cho được nó lên các bạn ạ. Nhưng mà không sao, bôi cao thì sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền, bôi tiền sẽ hết. Thực ra thì tầm này cũng không có nhiều tiền lắm ấy, hôm qua mới gọi là đập con heo xong. Hôm nay đã có 60 game từ kia rồi các bạn ạ. Và gọi là game nó tụt dốc không phanh luôn. Rất là nhiều bạn nhắc nhở mình về cái vấn đề là xài game rồi. Nhưng mà mình vẫn xài game một cách gọi là vô tội vạ quá các bạn ơi. Có cách nào để gọi là bớt xài không? Bạn nào mà xài tiết kiệm có thể chỉ mình không? Mình cũng đang rất là muốn gọi là xài xẻ nó tiết kiệm một tí. Chứ mình dạo này mình xài nó không có một tí gọi là tiết kiệm gì hết đấy mọi người ạ. Rồi và bắt ma cái nhá. Con này, à con ma này cũng không ngon các bạn ạ. Hôm qua là xem rồi. Hôm qua có bạn kể mình về cái sự nuối tiếc của bạn đấy khi mà bắt con rồng mythic. Là các bạn ấy còn tới 6 tầng nữa thôi là lấy được rồi. Nhưng mà hơi tiếc một tí là không có lấy kịp. Khá là buồn ha. Ủa, mình hy vọng là mọi người sẽ gọi là lấy được con rồng mythic nhá. Bây giờ mình sẽ gọi là đi theo orb đi. Nhưng mà với con rồng này thì chắc là đi theo mấy bạn nào mới chơi thôi. Mấy bạn nào mới chơi thì còn cần con rồng đấy chứ. Mấy người nào mà chơi lâu rồi chắc không cần đâu mọi người nhỉ. Mà thứ năm mình sẽ bắt ma nhá. Mấy bạn nào chơi lâu rồi chắc mình nghĩ là chắc là lâu lâu các bạn thòm thèm thì lấy thôi chứ đa phần vẫn là không cần đâu. Cái gì biết ngay mà. Thôi không sao, bôi cao sẽ khỏi. Dù sao thì cái con rồng của cái sự kiện này thì nó cái sự kiện bắt ma nó không ngon lắm ấy mọi người, nên là cũng thoải mái đi. Đây mình sẽ nhận hết cái đống này nhá, thì mình sẽ được đâu đó tầm 13 Isaker nữa. Thì 13 Isaker nữa là mình đủ để gọi là lấy mở cái dương của con chú cá mập đấy. Gọi chính xác là chú cá mập nha mọi người nhá. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình ở từ từ. Nhiệm vụ lần này đang là collect food đúng không? Thế thì nhân tiện thì cháu vào cho đánh tí language đi. Cháu đánh tí language để cháu farm cái này, bởi vì là tối đánh thêm thì sẽ được thêm game nữa. Cho nên là tầm này cứ vào farm, farm được càng nhiều thì nó lại càng ngon. Quên mất không cho mấy con kia ra để luyện mà thôi kệ đi. Đánh kiểu này cho nó nhanh các bạn ạ, để auto đánh cho nó nhanh. Hai con đất tập time dragon đấy, thì cái vấn đề Liên Quân là nếu như hôm nào mình mà dậy sớm được các bạn thì mình sẽ like Liên Quân cho mọi người coi, còn nếu như hôm nào mình không dậy sớm được thì các bạn cứ canh 9 giờ tối các bạn qua bên TikTok các bạn xem nhé. Hiện tại thì mình đang like ở bên kênh TikTok Vũ Lít Food, nhưng mà sắp tới thì chắc là sẽ like bên kênh TikTok Vũ Lít Liên Quân đấy các bạn, bởi vì cái kênh đấy nó chưa có đủ follow. Cái nào đủ 1k follow thì mình sẽ like sau, mình sẽ kêu gọi từ từ mọi người bấm like. Nhân tiện thì cũng có một cái kênh thông báo đúng rồi. Quên, mình có cái kênh thông báo ở trên Facebook ấy mà mình cứ quên gửi lên thôi. Nếu hôm nay mình nhớ thì mình sẽ gửi cái link kênh thông báo lên cho mọi người join vô ha, để mỗi lần mà mình có livestream hay mình làm cái gì đó đấy thì mình sẽ thông báo lên đấy để mọi người biết đường mọi người vào. Không thì các bạn cứ lên fanpage clip của mình ấy, nó có cái mục gọi là thông báo clip với các bạn. Chat ấy, thông báo clip các bạn vào các bạn xem. Thực sự là rất là bựa luôn đấy mọi người ạ. Rồi thu hoạch mấy cái này đi, để làm cái nhiệm vụ thu hoạch cũng khá là ngon này. Rồi hôm nay thì một ngày gọi là mở sự kiện các bạn ạ. Đây, mở đây cái nhá. Đi tiếp này, hiện tại là mình còn 2.400 đúng không? Đi đường trên thôi, giờ chỉ đi đường trên thôi. Mình sẽ cố gắng lấy thêm nhiều cái cột mốc này này. Cái cột mốc này nó cũng khá là ngon đây này. Đây này, mấy cái cột mốc này đi về sau là lấy được 3-4 cái này. Nhưng mà tầm này đi một nước cũng khá là mệt đấy. Bây giờ xem quảng cáo nó cũng không có được cái điểm con màu đỏ nữa. Ui, cái gì vậy? Đi một nước là 500 luôn các bạn ạ. Vai lều. Ghê dở. Thế làm sao mà đi đủ được ta? Các bạn nhìn này. Một bước đi vạn dặm đau luôn. Sao đi được? Sao đi được vào sau nhỉ? Vai con này là con epic rồi đúng không? Mới tôi epic mà đi một nước là 500 luôn này các bạn ơi. Còn đâu đó tầm một ngày đó là hết sự kiện. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là giờ có cách nào để sưu tập cái mấy con màu đỏ hay không? Bạn nào biết cách để sưu tập mấy con màu đỏ đấy mà nó nhanh không? Hiện tại thì quảng cáo thì xem ở trên máy tính thì không xem được nhá. Hôm qua có rất là nhiều bạn inbox hỏi mình ấy là sao em không xem quảng cáo ở trên máy tính được. Thì cái vấn đề này Vũ giải thích rất là nhiều lần cho anh em rồi, là anh em phải xem ở trên điện thoại hoặc là anh em xem ở trên giả lập nha. Còn hiện tại là máy tính nó vẫn đang fix các bạn ạ. Mình cũng chả hiểu tại sao đang fix cái này nhá. Mà cái này nó chưa kịp fix xong mà nó đã fix trước cái mà mấy con rồng nó được đổi tên rồi đấy mọi người. Ý là mấy con rồng nó đổi tên theo cái tên của nó đấy.
Ví dụ các bạn đặt tên cho con rồng ấy thì các bạn chỉ các bạn nhìn thấy tên thôi, còn người khác thì sẽ không thấy tên của con rồng các bạn đặt mà sẽ thấy cái tên cúng cơm của con rồng. Đó là như vậy các bạn ạ. Rồi đây này, hôm nay là một ngày gọi là vào mở gọi là phê luôn. Đầu tiên sang cái này nào. 8 trên 5 mà. Thì mình cứ mở mấy cái này đi ha. Đấy các bạn thấy không? Cái này mình cày hơi bị ghê đấy, chưa gì mình được 8 cái rồi này. Các bạn cày được mấy cái totem ở đây rồi. Đấy các bạn lưu ý nhá, mùa sau lấy con này sẽ được búp nè. Hai Akane Dragon này. Mình cứ đi sưu tập cái này, các bạn đánh tầm 1-2 năm thôi, mình nói thật với các bạn luôn là các bạn sẽ gọi là có rất là nhiều mảnh rồng để các bạn thi đấu ấy, có rất là nhiều rồng heroic 5 sao ấy, các bạn chỉ cần chăm chỉ cày arena thôi. Nó cứ gọi là mang tới các bạn arena liên tục như thế đấy. Trời ơi, sao bây giờ mình mới ít vậy ta? Sao mình mới được có 3 cái này thôi hả? Mình tưởng mình phải có nhiều cái này lắm rồi cơ. Nhưng mà nhìn đi tính lại thì mới có 3 thôi. Đánh giá là ít nha. Rất là ít nha. Rồi cái này sao? Cái này mới có 5 cái à? 40 trên 100 còn 11 ngày nữa, mình nghĩ là không kịp các bạn ạ. Bạn nào phải đầu tư cơ. Phải đầu tư cơ thì mới kịp các bạn ạ. Trong đây có ai cày chay mà lấy được cái con này không? Cày chay ấy nhá, đang nói đây cái vấn đề cày chay ấy nhá, chứ không phải là nạp. Nạp thì dễ lấy rồi, nhưng mà cày chay thì mọi người lấy con đấy kiểu gì nhỉ? Mình vẫn chưa đoán ra đấy. Còn 18 ngày nữa. Ủa? Sao 18 ngày nữa là hết rồi? 18 ngày nữa một ngày là được 2. 10 ngày là 20. 18 ngày nữa là 40, kịp không vậy? Không biết nó kịp hay không nữa. Vẫn cứ hy vọng là kịp các bạn ơi. Cái sự kiện này tháng này mình cũng mít khá là nhiều mấy cái con quảng cáo này. Bởi vì là mấy ngày đầu ấy nó không cho mình coi ở trên ứng dụng, nhưng mà mấy hôm mình phải gọi là vào trong kia để mình coi các bạn. Vào giả lập mình coi ấy. Thế nên mình lỡ mấy hôm nay ngày 6 rồi. Không biết là có coi kịp hay không. Đây, quan trọng vẫn là mở cái dương này này các bạn. Hôm nay quan trọng vẫn là mở cái dương bạch kim này này. Và cái này mở được ra Isigna là ngon luôn nhé mọi người nhá. Mở ra Isigna là ngon luôn đây này. Trời ơi, 22.000 trái cây. Đó đó các bạn ơi. Cái dương bạch kim mạ vàng này là một cái dương mà ai cũng thích đúng không? Và hôm nay lại một lần nữa Vũ Lít sẽ mở nó ra để xem là bên trong nó sẽ có cái gì đấy. Let's go. Cái gì thế này? Oh my god. Cái dương gọi là cùi nhất là mình từng mở ra các bạn ơi. 25 mảnh của hai White Tip Berserker Dragon và 25 mảnh Heroic ạ. Vai cùi đấy. Ôi giời ơi. Tại sao lại như vậy? Tôi đã trông chờ cả tuần mà. Trông chờ cả tuần chỉ mong sao mở ra được một siêu phẩm thôi. Và cái kết cũng siêu đấy. Nhưng mà siêu thất bại các bạn ạ. Từ từ nhá, để mình check xem là còn bao nhiêu điểm nữa nè. Bao nhiêu nữa là full còn 18 ngày nữa và còn đâu đó tầm 60 các bạn ạ. 60 cái Xích Na nữa giờ, kiếm đâu 60 Xích Na trong vòng 18 ngày đây nhỉ. Nếu bây giờ mình làm full ở đây đi thì mình sẽ được đâu đó 20 30 30. Ui, kịp không vậy trời. Ê, sao bây giờ tự nhiên cảm thấy lo lắng vậy ta. Ê, các bạn ơi, có kịp không vậy? 23 23 thì mình còn đâu đó tầm 40 cái nữa thì lấy ở đâu nhỉ? Ê, 40 lấy ở cái điểm danh có kịp không? Có khi cũng hên xui các bạn ạ. Eo, sao tự nhiên cảm giác là càng đến cuối lại càng khó lấy vậy ta. Nhưng mà mình, nếu mà ví dụ mình làm xong cái này á thì mình vẫn có thể kiếm thêm được đâu đó tầm 20 ở đây nữa. Nhưng mà mình muốn kiếm nhiều nhiều xíu ấy, cho nó đỡ bị gọi là coi là nó thiếu ấy. Chứ cũng hơi ớn ăn đấy nha. Từ từ nhá, nếu vậy thì chúng ta vẫn có thể kiếm thêm từ đây đúng không? Chưa chắc à, mở cái này ra phải được Isigna này mới ngon. Còn không mở được Isigna thì cũng phế lắm các bạn ạ. Nói chung là giờ kiếm đâu ra khoảng 59 đấy các bạn ạ. Ở kia thì có 23 rồi thì thiếu đâu đó tầm 40-30 gì đấy. Thì nói chung là bạn nào mà biết cách nào để kiếm nó dễ thì cứ comment ở dưới nhá, chỉ mình. Để có gì mình sẽ gọi là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã hướng dẫn mình. Rồi, và chắc là mình cũng sẽ tạm dừng clip ở đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Goodbye and see you again.